Không thích rồi. Sao anh cứ nhắc mực nói là cậu ấy thích? Dù sao thì tôi cũng thấy cậu ấy tự thích qua. Ngày hôm đó cậu ấy còn hỏi tôi, mẹo làm thế nào để trở lại làm những người bạn bình thường. Đúng là chẳng ra làm sao. Vậy cậu có tin cậu ta không? Cảm thấy đều phải là người tốt. Theo như anh nói thì hai người họ đều thích nhau, chỉ là không nói ra mà thôi. Vậy chúng ta làm người tốt thôi, còn làm ra mấy việc này làm gì? Cậu ta có xứng không? Anh nói đúng, cậu ấy không xinh. Anh ác thật đấy. Quá khen rồi. Thông báo của sân bay, các hành khách đi Thượng Hải, chú ý chúng tôi đã bắt đầu làm thủ tục cho chuyến bay. XXX của quý khách vui lòng đến quầy làm thủ tục, xin cảm ơn. Yên tâm, khi chụp ảnh bọn em sẽ để chừa chỗ cho anh, sau đó sẽ thêm ảnh anh vào, mẹ không phát hiện được đâu. Hành khách ngồi chuyến bay CA 1549 đi Thượng Hải, chú ý những hành khách đã làm xong thủ tục check in nhưng chưa qua kiểm tra anh an ninh thì nên kiểm tra càng sớm càng tốt, sau đó đến sảnh đợi chuyến bay. Chúng ta phải lên máy bay rồi. Được, yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cho họ. Thượng lộ bình an. Nửa tiếng nữa chuyến bay của chúng ta mới cất cánh, em đói rồi. Chúng ta đến tiệm ăn nhanh đằng kia đi, chút gì ăn chút gì đi. Anh và Dạ Đông đi gửi hành lý, chút nữa sẽ qua đó. Cảm ơn anh bốn mắt nha, anh bốn mắt đừng nói linh tinh. Anh Diệp Thăm, anh có thích Thương Hinh không? Không phải là em gái mà là bạn gái ấy. Cô ấy vẫn còn nhỏ, tôi và cô ấy không hợp. Nhưng cô ấy rất thích anh. Thương Hinh là một cô gái tốt, nhưng tôi có người mình thích rồi. Thật sao? Cậu không thể hiện tình cảm của mình với cô gái mình thích thì rằng cả đời này cũng không có hy vọng. Không có tôi thì vẫn còn rất nhiều người khác đó. Hai người là thanh mai trúc mã, bên nhau lâu như vậy không phải anh em thì dần dần cũng trở thành anh em thôi. Em ấy không được nhạy bén cho lắm, vậy nên cậu không nói Hương Hình làm sao biết được cậu thích nó. Một ngày nào đó em ấy thực sự đồng ý với người khác rồi.
người chưa từng tranh giành là cậu, đến cả tư cách khóc cũng không có. Anh nói đúng, em không làm gì cả, vậy thì làm gì có tư cách hối hận? Bản thân rõ ràng là một kẻ thất bại, thế mà còn ở đây dạy người ta làm sao yêu đương, mình đúng là không biết xấu hổ. Xin chào quý khách. Xin chào. Hai phòng đơn, cảm ơn. Vâng, xin ngài đợi một chút. Hôm nay hết ngồi xe lại đến máy bay, chắc em cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm đi. Anh ở phòng bên cạnh, có chuyện gì thì cứ gọi một tiếng là được. Vâng. Vậy em vào phòng trước. Em có thể vào ngồi chút không? Hứa hình, biệt thự nhà cậu lớn quá. Còn có thể ngắm biển nữa. Giường thì mềm mại, thoáng mái ghê. Hôm nay chúng ta cùng trải chăn nằm ở dưới sàn đi, có thể cùng nhau tâm sự. Đồng ý. Đáng tiếc anh cậu không có ở đây, giống vậy tớ nghĩ không chừng tớ còn có cơ hội làm chị dâu của cậu nữa đó. Đúng vậy. Rốt cuộc các cậu tới đây dự sinh nhật tớ hay là sinh nhật anh tớ? Em vẫn nhớ hồi nhỏ anh thường giúp em sấy tóc. Hình như đây là lần đầu tiên sấy tóc chứ anh? Sấy qua một chút là được rồi, mùa hè ấy mà, chút nữa là khô. Diệp Thâm cũng từng sấy tóc cho anh, thế anh đúng chưa? Có muốn uống không? Biển về đêm thật đẹp, khó trách mẹ em vẫn luôn muốn quay về. Đợi bà ấy khỏe lại, em cũng có thể cùng bà ấy đi. Mẹ em sẽ không trở lại nữa. Chỉ cần bố không mở lời, mẹ em vĩnh viễn sẽ không về. Ngày ấy hy vọng mẹ em đã mãi mãi ở bên Mỹ, vậy nên dù bệnh chết cũng ở bên đó, mẹ em cũng không về. Có lẽ thời gian lâu dần bà ấy sẽ nghĩ thông suốt thôi, sẽ như vậy sao? Bà ấy vẫn còn có em, đừng nghĩ nhiều. Thời gian lâu dần những chuyện trong đời đều trở thành quá khứ thôi. Lâu lắm rồi anh chưa từng xoa đầu em như thế này.
dạng anh. Anh không thích em sao? Chúng ta không nên thế này. Anh không thích em nữa rồi. Chúng ta là anh em họ. Nhưng chúng ta chẳng có chút quan hệ huyết thống nào cả. Dạ Hân, em bình tĩnh đi. Em vẫn luôn tưởng rằng mình sẽ đặc biệt, cho dù sau này anh có ở bên anh. Cho dù chúng ta vĩnh viễn không thể quang minh chính đại thì em vẫn chiếm được vị trí quan trọng trong tim anh. Anh chỉ là không muốn làm bố mẹ đau lòng vì vậy nên chúng ta chỉ có thể giả vờ duy trì mối quan hệ anh em họ. Em rất đặc biệt đối với anh. Em không giống như những người khác, là cái nhìn soi mói của người đời khiến anh không dám yêu em. Dạ anh. Nhưng bây giờ em đã hiểu rồi. Không phải là anh không dũng cảm, chỉ là anh không hề yêu em. Anh. Có thể là anh cứ nghĩ sự thương hại thời niên thiếu chính là thích. Nhưng mà em tự mình đa tình xem đó là thật, đúng là nực cười. Xin lỗi. Sáng sớm, hai người cả một đêm không ngủ. Chút nữa muốn đi đâu? Đi miếu Thành Hoàng nhé. Thật ra tới bãi biển cũng được, nhưng buổi tối thì càng đẹp hơn. Thật ra hôm qua em quên nói với anh một chuyện. Chuyện gì? Diệp Thâm nói với em, anh ta cũng có đối tượng rồi. Sao cơ? Sao anh lại ngạc nhiên vậy? Anh ta nói anh cũng biết chuyện này. Anh còn vui cho anh ấy mà. Không có, tuyệt đối không. Em đừng có nói bậy. Chúng ta tới miếu Thành Hoàng đi. Em chuẩn bị về Mỹ rồi. Khi nào? Tối hôm nay. Em đã đặt vé máy bay rồi. Cà phê sẽ bay tới đây rồi cùng em về. Chắc là trưa sẽ tới. Sao lại đột ngột như vậy? Em nhập cà phê cả ngày như hình với bóng. Anh chắc không ghen chứ. Đây là lý do em kể về. Anh căn bản không quan tâm em và cậu ấy thân thiết thế nào. Hôm qua em ngủ không được ngon. Hôm nay không đi đâu nữa. Được. Đúng rồi. Em vẫn còn chuyện chưa nói với anh. Hả? Mặc dù em không tiếp xúc với Diệp Thâm nhiều, nhưng em cảm thấy cậu ấy rất tốt. Em cũng nhìn ra anh ta rất thích anh. Như vậy mà em cũng biết sao. Nhưng đó là trước đây. Sau này có phải hay không thì em không rõ. Sau này thì sao? Nữa em sẽ đi tắm biển, anh đi không?
Tôi rất thích nhưng không biết bơi. Tớ vừa nhặt được chiếc vỏ sò đẹp lắm. Chụp giúp tớ đi. Đăng bài giúp cậu ha. Ok rồi đó. Hai người phải like cho em đó. Bó tay, được được. Chú ý an toàn đó dân. Cậu vừa nói chuyện gì với anh Diệp Thâm mà lâu thế, anh ấy có nhắc tới mình không? Không. Tôi cảm thấy anh ấy chỉ coi cậu như em gái thôi. Đến cậu cũng cảm thấy thế à? Đáng yêu quá. Không có lượt thích và bình luận nào khác, bản thân cũng không hấp tấp. Tớ nổi công khai bức hình này vậy chắc chắn nó được gửi riêng cho mình. Quá ra người đang nhận chiều chuộng dũng cảm thấy lo sợ mất đi. Chắc hai người đó đang tiến triển rất thuận lợi. Ảnh của mình ra sao vậy, gọi cửa dồn dập thế, cậu ấy ngoài việc like còn có nói gì với em không? Loại ảnh này giờ nhìn đã biết là chuyện gì đã xảy ra, cậu ấy đã like. Đó là rất dũng cảm rồi. Anh muốn cậu ấy nói gì nữa? Vậy là ép người quá đáng rồi đó. Nhưng rõ ràng là chúng ta rõ ràng chưa từng ở cùng nhau, vì vậy anh sợ anh ta hiểu lầm. Anh vào rồi nói. Em chụp trộm rồi, cố tình gửi cho anh ấy, tại sao anh không trách em? Anh vẫn luôn như vậy, bao dung cho em, đều vô điều kiện, cho dù em muốn giấu anh cũng chưa từng nghi ngờ. Em làm sai, anh cũng không trách móc, em vừa buồn, anh lập tức đau lòng. Chúng ta đều khờ dại nghĩ đó là tình yêu. Tình yêu làm gì có chuyện đẹp đẽ như vậy. Nếu thế trên đời chẳng có chuyện xấu xa hơn nó. Tình yêu càng đầy ghen tị và dục vọng, dù nắm chặt trong tay nhưng vẫn sợ mất đi, khiến người ta khó thở. Nhưng em lại không cảm nhận được nó từ mối quan hệ của chúng ta. Anh xin lỗi. Em không sao. Anh không cần phải xin lỗi. Người nên xin lỗi là em mới phải, vì đã làm ra chuyện quá đáng như thế. Có cần em giải thích với anh ấy không? Cậu ấy sẽ tin chứ. Có lẽ không. Trong mắt anh ấy chúng ta đều có tình cảm với đối phương, phát sinh chuyện đó là chuyện bình thường.
Nói về anh già Tuyệt Thâm đi. Cậu ấy là một người bạn rất quan trọng. À, bạn bè. Anh biết từ khi nào mà em bắt đầu nghi ngờ hai người không? Từ ngày mà chúng ta đi đón anh ấy ở sân bay. Ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì đặc biệt đây? Có thể anh không phát hiện ra, cho dù em ở bên cạnh anh, nhưng anh lại không thể hề nhìn em một chút nào. Phải vậy không? Nhưng em vẫn luôn thay anh tìm cớ. Tới tận tối qua, em mặc dày tới gõ cửa nhưng lại nói xin lỗi với em. Anh là ma quỷ ư? Không biết trả lời như thế nào. Đổi chủ đề đi. Nếu tối hôm qua người ôm anh là Tiệp Thâm, anh sẽ đẩy ra chứ? Bỏ đi. Coi như em chưa hỏi. Nhìn anh là em biết câu trả lời rồi. Nhưng hôm qua là sắp hôn mà. Mình và Diệp Thâm chưa từng hôn nhau. Em đang hiểu lầm là anh thích cậu ấy. Lẽ nào không phải ư? Không phải. Hai người sợ em đau lòng nên mới nói vậy hả? Bây giờ em quay về nên hai người mới chia tay không phải sao? Anh và cậu ấy chưa từng hẹn hò. Nhưng em có thể nhìn ra anh và Diệp Thanh đã sống cùng nhau một thời gian rồi. Phòng của anh chỗ nào cũng có vết tích của anh ấy. Đều là người trưởng thành rồi. Sao vậy? Không sao. Là em hiểu nhầm hai người rồi. Ngại quá. Anh nói tiếp đi. Cởi rất dễ tin người. Vô cùng tốt bụng cũng không giỏi từ chối. Đặc biệt là người khác lo lắng. Anh lo anh ta bị người khác lừa, vì vậy khi nghe anh ấy có người yêu mới kích động như vậy. Đúng. Nếu em nhớ không nhầm, anh Diệp Thâm hình như đã 25 tuổi rồi, bằng tuổi với anh. Nhưng từ cấp 3, tính cách của cậu ấy đã như vậy không thay đổi. Là ai đã nói lời chia tay? Là cậu ấy. Vậy không phải là đã khác xưa nhiều rồi sao? Chắc là cà phê. Nhớ cậu quá đi. Đến nhanh vậy, cậu đi chuyến sớm nhất sao? Dạ muốn gặp tôi đương nhiên phải xuất hiện nhanh nhất trước mặt cậu ấy đây. Cảm ơn cậu. Tâm trạng của em ấy tốt hơn nhiều rồi, may quá. Hai người nói chuyện đi, tôi chờ ở nhà ăn dưới lầu. Chúng em sẽ xuống ngay.
Dạ, cậu muốn từ bỏ thật hả? Không muốn tranh giành nữa ư? Có những chuyện muốn tranh giành nhưng cũng không được. Tớ nghĩ sau này sẽ chẳng còn ai mong đợi tớ quay về nữa đây. Sao không hết? Tớ luôn ở bên cạnh cậu mà. Anh nói vĩnh viễn không cảm nhận được những đau khổ khổ năm ấy, mình phải chịu đựng. Giống như anh ấy không biết bản thân mình đang lún quá sâu. Những thứ mình không thể dạy anh ấy, đã có người dạy được rồi. Sẽ có một ngày anh ấy phải chịu nỗi đau giống như mình. Được rồi, Hương Hình, cậu mau ước đi. Ước gì anh Diệp Thâm sẽ thích mình? Không được, không thể ước điều này. Tại sao mình có thể cưỡng ép anh ấy được? Hy vọng con đường tình duyên năm nay của mình sẽ có tiến triển mới. Một chút thôi cũng được. Hướng Hình, chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn mọi người. Quà thì chúc nữa. Quay về phòng ngủ rồi mở cũng được. Chúng ta ăn bánh kem trước đi. Để em cắt, để em cắt. Bánh kem tại sao lại không đợi anh? Sao anh đã quay về rồi? Không phải anh đang ở Thượng Hải ơi? Không chào đón anh sao? Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội ở chung với anh Diệp Thâm. Anh đến là dở rồi còn nói là anh trai tốt. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn anh. Ước Hình, anh trai cậu có độc thân thật không đó? Anh ấy rõ là đẹp trai, tại sao không có bạn gái? Là bố mẹ cậu không đồng ý à? Người có tiền việc kết hôn không thể tùy tiện, nói không là chừng còn phải liên hôn gì đó. Nếu không môn đăng hộ đối có thể còn bị bắt chia tay. Ôi, nghe các cậu nói thì cảm thấy thật đáng thương. Cái gì mà không được tự do yêu đương? Cảm ơn các cậu thay anh tới dứt giác sĩ diện. Anh ấy không tìm được, đơn giản chỉ là tính cách của anh ấy có vấn đề. Hướng Hình, Thanh Mai Cúc Mã gửi tin nhắn cho cậu kìa. Tới đây. Sao giường? Sao vậy? Cậu ấy báo có chuyện muốn nói, hẹn tới ra đó. Tự dưng tìm tới làm gì? Món quà vừa nãy là anh tới nhờ tới tặng thôi. Đây mới là quà của tới. Tặng gì mà thần bí thế, lại còn tặng riêng. Thật ra tớ hẹn cậu ra đây chủ yếu là vì có việc đặc biệt tớ muốn nói với cậu. Chuyện gì?
Sao vậy? Chúng mình nửa đêm nữa không? Còn ở sau giờ bị anh ấy nhìn thấy nó không chừng còn gây hiểu lầm nữa. Tôi đã đến lâu vậy rồi nhưng cậu không thèm nói với tôi câu nào, vẫn còn giận đấy à? Cậu cũng biết mà, tôi nhanh giận nhưng cũng nhanh quên, chỉ là không biết nói gì. Quả nhiên là cãi nhau rồi. Xin lỗi, những chuyện trước đây đều là tôi không đúng. Tôi không nên hết lần này đến lần khác can thiệp vào chuyện bạn bè của cậu. Tôi cũng có chỗ không đúng, rõ ràng là biết cậu chỉ vì quan tâm thôi, là ý tốt nhưng tôi lại phản ứng thái quá. Thật ra hôm nay tôi muốn giải thích với cậu về tấm ảnh đó, nó không giống như cậu nghĩ đâu. Tôi biết chứ, rõ ràng là biết không thể ở bên nhau, cậu cũng sẽ không tắc trách tới mức không chịu trách nhiệm. Cậu ấy chỉ không có cảm giác an toàn thôi mà. Bởi vì cậu ấy bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi. Vì vậy trước đây cậu nói với em ấy cậu có người yêu rồi. Đúng. Lừa cậu ấy thôi. Em ấy về Mỹ rồi. Rốt cuộc đang nói gì vậy?